iPhone X của mình thì nếu mà trong điều kiện bình thường ấy thì chơi game nó mượt, nhưng mà chơi game một lúc là nó lag, à nó nóng máy lên thì đơn giản thôi. Tôi lại vừa chơi game lại vừa thổi anh em ạ, thổi cái quạt. Đang mua một cái quạt mini anh em ơi. Chứ là mấy nữa mình chơi game ấy, là mình sẽ để cái quạt mini ngay đằng sau phía tay mình thì nó sẽ khá là ok nhỉ. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shop.sikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì lời đầu tiên, mình xin chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha. Ok, một cây M4A1 này. Úi dồi em ơi, như vậy là xong luôn một mạng đầu tiên. Thì ngày hôm nay là mình sẽ không chơi game trên cái thiết bị bình thường mình hay chơi, đấy là Black Shark, mà mình sẽ chơi game trên iPhone X nha mọi người. Cơ bản thì dạo gần đây thì mình chơi game 3-4 tiếng, rồi là 5-6 tiếng một ngày. Thì mình thấy là Black Shark nó rất là nặng anh em ơi. Trước đây thì mình dùng Black Shark 2 và thấy là nó rất là nặng. Thế nên là ok, đợt này thì mình sẽ chuyển qua iPhone X để mình chơi game. Bởi vì là dùng iPhone thì kéo tâm nó dễ hơn, cũng như là bắn nó rất là mượt luôn. Có một cái nhược điểm đấy là chơi lâu lâu là nóng máy anh em ạ. À đủ. Thằng nào trước mặt kia vậy? Rồi nha anh em, chờ tôi tí, chuẩn bị chạy lên vả nó luôn chứ chẳng đùa nhở. Hello em ơi, qua đây. Cái đậu xanh này. Làm sao hả em ơi? Rồi nha, ok luôn. Như vậy là đã xong anh em. Thì cơ bản là iPhone máy nào nóng lên nó cũng giật lag cả anh em ơi. Thế nên là mình chơi game là mình toàn bật quạt để cho nó đỡ nóng thôi anh em ơi. Ơ vãi nhở. Thằng nào ở trên cắn trộm mình đấy nhở. Vãi nhở. Đang mải chém gió với anh em. Thằng nào khốn nạn thế hả? Đậu xanh. Rồi anh em yên tâm, anh em cứ bình tĩnh từ từ rồi là mình sẽ vả nó thôi anh em, không phải lo nhá. Đây, tạm thời thì mình loot mấy cái trang bị cái đã. Ok. Nói chung là cũng sương sương rồi. Mà dạo gần đây thì mình thấy là Android của mình như kiểu là đã xài một năm rồi, nó cũ rồi anh em ạ. Nên là đôi khi là chơi game nó hơi bị lì lì cảm ứng. Còn iPhone này thì chơi game nó vẫn rất là mượt. Nên là người ta vẫn thường hay nói đấy là anh em ơi, cái tuổi thọ của mấy máy iPhone nó sẽ lâu đời hơn Android. Tiền nào của nấy anh em ạ. iPhone X của mình thì nếu mà trong điều kiện bình thường ấy thì chơi game nó mượt. Nhưng mà chơi game một lúc là nó lag, à nó nóng máy lên thì đơn giản thôi. Tôi lại vừa chơi game lại vừa thổi anh em ạ, thổi cái quạt. Đang mua một cái quạt mini anh em ơi. Chứ là mấy nữa mình chơi game ấy, là mình sẽ để cái quạt mini ngay đằng sau phía tay mình thì nó sẽ khá là ok nhở. Đấy là những cái kinh nghiệm khi mà anh em dùng iPhone. À mà dùng iPhone nhá, anh em muốn chơi game không giật lag nhá. Bình thường là anh em chơi game 30 phút 1 tiếng không sao đúng không nào. Nhưng mà khi mà anh em chơi lâu hơn ấy là máy nó nóng lên là nó sẽ lag nha anh em. Thì đơn giản thôi, là anh em sẽ tháo cái ốp ra, ok, tháo cường lực ra luôn anh em ạ. Thì chơi game các bạn để gần cái quạt nó sẽ tản nhiệt rất là tốt. Thường thì khi mà anh em mua các máy iPhone, các máy đắt tiền thì các bạn hay trang bị cho nó những cái ốp nó khá là cứng này, khá là dày. Nói chung là không có lỗ tản nhiệt cơ anh em ấy, cũng như là anh em dán cường lực dày để chống rơi vỡ. Nhưng mà với mình thì bây giờ mình đổi qua iPhone X là một thiết bị chơi game, nên là mình cũng buộc phải tháo nó ra để chơi game tản nhiệt cho nó tốt thì nó sẽ mượt anh em ạ. Đấy, cấu hình iPhone X thì nó chỉ ngang 8 Plus thôi, cũng ra mắt cách đây khá là lâu rồi. Mà bây giờ thì game Free Fire đáp ứng vẫn rất là ok. Đã bảo là có tiền thì mình sẽ lên iPhone XS hoặc là iPhone 11 Pro. Nhưng mà hiện tại thì vẫn đang khá là nghèo, thế nên là tại thời điểm này thì mình không mua bất cứ một cái máy nào nữa. Mua nữa thì tiền đâu để mà ăn, để mà sống, tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, các kiểu thể loại con đà điểu tiền luôn anh em. Rồi nhá, nếu như mà anh em yêu quý mình, đừng quên là để lại một like cũng như là chia sẻ cái video này giúp mình nhá. Hiện tại thì mình đang live stream ở trên Nonola nhá. Anh em tải app trên Subplay hoặc là App Store để follow ủng hộ mình nhá. Khung giờ live stream quen thuộc là từ 19 giờ đến 22 giờ. Ok. ID Nonola 4739 7760 Sĩ Kẹo nha anh em. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.
số nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Đó, được chưa ạ? Số nha, thì hôm nay chém gió sương sương với anh em thế thôi. Còn mục tiêu trong mỗi trận đấu của mình thì cứ cố gắng tầm khoảng là chục kill top 1 nhá. Thì anh em thấy không ạ, nếu mà anh em xài iPhone chơi game ấy thì ngay bên dưới cái thanh máu ấy, thanh giáp ấy, nó sẽ có một cái thanh. Thanh này là cái thanh gọi là vút điều hướng, tức là anh em vút lên nó sẽ ao sang màn hình chính. Đấy là đặc tính của iPhone, bởi vì là iPhone nó làm gì có cái nút vật lý đâu. Từ iPhone X là không còn cái nút home rồi anh em ơi. Phái cả trưởng này làm sao? Đùa nhau à? Thế bây giờ các bạn làm sao? Mình lại sợ các bạn quá cơ nhở. Rồi nha anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh, tôi qua tôi vả cái bọn này cho. Úi dồi ôi, đậu xanh để xem nào, để xem nào, xem các chú làm gì ở đây nào. À đủ đâu, hình như là nó kêu thằng còn lại rồi, tầm này là chỉ còn lại một đứa thôi. Hay hay lắm em ạ. À đây rồi, úi dồi này, mũ đỏ này, mũ đỏ này, mũ đỏ chứng tỏ cái gì. Rồi nha anh em, ngon và ngọt luôn. Đây, vứt bớt mấy cái trang bị thừa ra ngoài ấy. Hiện tại thì với cái combo Ska và MP40 của mình vẫn rất là ổn, với hai combo khá là ngon. Anh em có thắc mắc đúng không nào? Chắc chắn luôn. Lý do tại sao anh không mua Big vàng đúng không? MP40 Big vàng đúng không? Bởi vì là cái cây đó thì nó giảm chỉ số tầm xa, trong khi thì thi thoảng mình toàn dùng MP40 mình vẩy tầm xa thì như thế nó không ổn lắm, nên là mình không chơi. Cũng như là nhân vật Zota thì mình cũng test rồi, thấy nó không được lợi bằng Alok. Đấy, Zota nếu như mà anh em để chơi team squad này, chơi team đua này, hoặc là anh em làm gì ta, chơi solo squad thì nó sẽ rất là hữu dụng đấy. Nhưng mà với kẹo thì hay chơi solo nên là cũng không cần. Trận nào mà chơi squad thì mang Zota vẫn chưa muộn đúng không nào anh em. Cái đậu xanh này mày tưởng mày dựa Mokem mà ngon đấy hả? Úi dồi, chạy đâu hả em ơi? Rồi anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh, xem thằng này nó chạy đâu này. Cái đậu xanh chứ. Đây hả? Úi dồi này, làm sao? À, ok. Cái đậu xanh tưởng sau thính mà ngon hả? Rồi anh em ơi, chuẩn bị nhá. Úi dồi, vãi nhở. Hình như là thằng bé vừa lượm được adút này. Ui, ui cái đậu xanh. Kìa, cái ông thấy dã man không kìa. Bắn cho cái còn 50 máu luôn. Ui, pha này cẩn thận nhá. Không cẩn thận xanh mộ đấy anh em ạ, không dẫn được đâu. Ủa ơi, bạn ơi, bạn làm mình sợ đấy. Đậu xanh này, yes, sao, ngon lành. Thế là xong luôn anh em ơi, có luôn mạng thứ 5 nhá. Tranh thủ ở đây cái, ui, rất là nhiều trang bị ngon luôn anh em này. Đấy, bom keo các kiểu đủ thể loại luôn, trời ơi. Tầm này thì mình có tận 9 bom keo cơ, ui. Thế này thì anh em thấy không ạ, thế này là 9 bom keo dùng quá thoải mái luôn. Công cứ yên tâm nhá, 9 bông keo là dùng vô cùng thoải mái luôn rồi. Mình nghĩ là với cái số lượng bông keo này mình có thể gọi là mình chiến đấu trong cả trận đấu nó vẫn cứ là ok, không vấn đề gì đâu anh em. Rồi nha, ok. Đây, let's go nào. 17 người chơi nữa hả? Không thôi anh em. Trong này chúng ta có gì đây? Úi dồi ôi, không còn gì cả. Chán thật sự nhở. Đây được rồi, qua phía này nha, 16 người chơi nữa. Hóng thôi anh em ơi. Vẫn là một bộ trang phục quen thuộc. Mình mặc cái bộ trang phục của Alok nha anh em ơi. Trang phục độc quyền của Alok nhá, dành cho những anh em thắc mắc luôn. Anh em ơi, cũng như là các bạn, nếu mà anh em có cái góp ý gì, hay là anh em có comment, câu hỏi gì ấy, thì anh em hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nhá. Ok, ngay bên dưới phần bình luận nhá. Thì thi thoảng tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi, question and answer dành cho anh em, được chưa ạ? Rồi nha, ok. Và đây mọi người, let's go thôi. 15 người chơi nữa hả? À đủ. Được rồi. Ấy, đi thôi anh em ơi. Tình hình là ở cái khu này thì mình kiếm người nó rõ là khoai ra ấy. Hình như là mấy thanh niên có khi là anh em còn chạy đi mất tiêu cơ. Thôi không sao, nói chung là từ từ rồi là khoai sẽ như thôi. Từ từ rồi là mình cũng sẽ kiếm thêm được người thôi, anh em hãy cứ yên tâm nhá. Cũng như là những anh em nào mà xem đến cái giờ phút này thì các bạn cho mình một lần like, một lần chia sẻ được không ạ? Ơ vãi cả trưởng, cái gì đấy? Thằng nào ngay trong nhà kia vậy? Rồi ok. Ok anh em bình tĩnh, từ từ tôi chạy vào tôi vào nó ngay, anh em bình tĩnh, không phải lo. Ơ, vãi nhờ, phía sau có người nữa.
Wait, tầm này hơi căng nhá. Tầm này thật sự là hơi căng nhá anh em nhá. Anh em đừng đùa. Rồi đây, let's go cái đã. Má đâu rồi em? Đậu xanh trốn đâu rồi hả chú em? À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, tưởng ở đâu cơ. À. Chú em này, chạy đâu hả chú em ơi? Yes, xong luôn anh em. À, vì là mình chơi iPhone chưa quen lắm nên là thi thoảng thì mình nhấn lộn vào cái nút cài đặt, cũng như là màn hình iPhone X nó khá là nhỏ, cảm ứng thì nó hơi bị nhạy nữa. Rồi nha, ok. Ơ, đậu xanh này. Ui vãi, ui vãi. Làm gì đấy à? Ui vãi. Vãi cả trưởng. Ê, 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 ê. Qua đây làm gì đấy hả? Ui dồi, xong luôn. Đáng thương chưa, xanh mộ chưa, lần sau chừa nhá. Lần sau là né cái mặt anh ra nhá. Lại có thêm bông keo, rất là ngon. Ui vãi, vãi cả trưởng này. Rồi ok, vỡ đầu. Nhẹ nhàng và tình cảm. Riêng mà kẹo chơi iPhone thì kẹo chấp hết địch luôn anh em ạ. Cơ bản là iPhone cảm ứng nó khá là nhạy. Tôi cầm là tôi vả mấy thằng địch, nó cứ phải gọi là EZ game luôn anh em ấy. Easy game luôn, không đùa nhá. Sau nhau ok ui. Thêm túi máu và khá là ngon đấy nhở. Đây ok này. Lại máu nữa, 9 túi máu luôn. Đây 9 túi máu thì anh em thấy thoải mái không ạ? Tầm này cũng khá là thoải mái đấy. Cơ bản là bình thường là trong một trận đấu ấy, anh em xài 5 đến 6 túi máu là vừa. Nhưng mà hôm nay là diện tích ba lô của mình đang còn nhiều nên là mình cứ lượm thêm thôi. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Rồi ok, 6 thằng nữa. Tiến thẳng lên phía cổng trời và anh em ơi, tiếp tục cái cuộc hành trình săn mạng thôi chứ còn là sao giờ. Ok này, let's go lên phía trên cái nhờ. Đấy, nhiều khi kiểu chạy mãi không thể ai nản lắm anh em ạ. Tôi là một kẻ gọi là chuyên đi săn mạng thôi. Không phải là mấy anh em gọi là chơi chiến thuật gì cả, mình là mình chỉ ham đi săn mạng thôi. Mà nhiều khi kiểu chạy mãi không thấy ai là mình hơi bị nản luôn anh em ơi. Rồi hóng thôi, hóng thôi, hóng thôi, hóng thôi, cứ từ từ. Đấy, cờ bạc ăn nhau về sau mà game nó lại ăn nhau về cuối đúng không nào? Nani? Ở đây không có ai thật đó hả? Nhiều khi nghĩ bảo mệt anh em ạ. Chạy kiếm người mãi nhưng mà lại không thấy ai. Ơ mà anh em ơi, bạn nào xem video chưa like thì nhấn nút like cũng như là chia sẻ cái video giúp mình nha. Cảm ơn anh em. Love you all fan nhỉ? Là sao nhỉ? Mình muốn cảm ơn tất cả những cái bạn fan. Tôi thì không giỏi tiếng Anh lắm nên là đôi khi nói tiếng Anh nó hơi bị ngu ngu. Đấy, anh em tuổi trẻ tài cao học rộng hiểu nhiều đúng không nào? Còn tôi ở nhà chơi game thôi, có thể là tiếng Anh hơi ngu. Nhưng mà quan trọng là tôi ở đây là để chăm dò với anh em cơ mà, đúng không nào? Tức là nhá, đăng video lên mỗi ngày để chăm gió với anh em cơ mà. Ơ vãi nhở, vãi thật sự luôn anh em ơi. Tình hình là tầm này là kiếm người hơi khó đấy. Công nhận với tôi thế không này. Còn 5 đứa thôi, kiếm người khó đấy. Rồi thì mình cứ thử lận lờ qua đây xem nó làm sao nhở. Oh my god, này hòm xác rất nhiều luôn. Nhưng mà người thì lại tìm không ra đúng không nào. Ui, thế này là thế nào? Rồi nha, ok, mình tiến sang phía trước mặt rồi. Nhưng mà tầm này thì vẫn chưa thấy ai cái đậu xanh. Thôi lên trên cái đi. Lên trên thôi nha. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Đứa nào ngay trong này đấy hả? Oh my god, được. Thật nào đấy nhỉ anh em? Nó gần đấy thôi, thôi xong nhá. Coi chừng nha em ấy, coi chừng nha em ấy, coi chừng là vỡ miệng, vỡ mồm với anh nhá. Úi dồi này. Quả dự mua keo ngu này. Lút đồ cho lắm vào, ham lút đồ cho lắm vào. Bây giờ trở thành shipper buồn chưa em ơi. Ui, vãi. XM8 công ạ, XM8 đây rồi công ạ. Dạo này thì phải nói là XM8 là một cây súng khá là hiếm. Mặc dù là nó không có trong thính nhưng mà anh em kiếm nó khá là khó. Có thể là có những trận anh em kiếm được 2-3 cây XM8. Nhưng mà có những trận kiểu chạy mãi đến cuối trận, có khi là anh em còn không thấy một cây XM8 nào luôn cơ. Đấy nên là mình nói tại sao mà XM8 nó hiếm. Nó hiếm đến cỡ đấy cơ mà. Rồi nhá, 3 thằng nữa nhá. Hóng xem nhá. Tôi hóng xem công ở đâu nhá. Gọi là gặp thằng nào thì vả luôn thằng đấy luôn anh em ấy. Vả lật mồm lật miệng cho nó ra luôn chứ chẳng đùa nhở. 3 thằng. Ok. Hiện tại thì anh em thấy không ạ? Vòng bo đã thu lại nó rất là nhỏ rồi. Tầm này là xem tranh thủ đi kiếm người thôi. À, khó khăn đây. Làm sao để tìm được vị trí có 3 đứa nhở? Hơi khó. Thôi thì mình cứ lượn qua đây xem thế nào chứ nhờ anh em nhở. Đây, vẫn đang trống trơn và chưa thấy thêm bất cứ một thanh niên nào nữa cả. Ồ, có vẻ căng đấy.
kiếm người nó không đơn giản như mình nghĩ anh em nhỉ. Rồi ok, ba thằng nữa mà sao kiểu chán ghê ta. Đậu xanh nhỉ, vãi cả trưởng. Không thấy ai nữa anh em ơi. À đây rồi, mày này, đợi chú lâu lắm rồi nhá. Xong rồi anh em. Rồi nha, ok, mạng thứ 10. Ui, mạng thứ 10 rồi cơ. Được, thật sự luôn nhá. Nhẹ nhàng cái ăn ngay quả mạng thứ 10 nhá. Rồi, vào đây, tầm này còn hai thằng nữa nha mọi người ơi. Chắc là mình chạy xem xuống dưới nhá. Ok này. Đậu xanh. Các bạn trốn đâu rồi? Hả? Các bạn trốn đâu rồi? Qua đây solo với kẹo đi nào. Không thấy anh em ơi. Vãi nhở. À đây rồi. Đây rồi này. Đậu xanh này. Á à, đù này. Làm sao. Ui vãi. Vãi cả trường này. Sao? Yes. Ngon luôn anh em. Ok nhá. 11 kill rồi nhá. Tầm này thì chỉ cần là kẹo solo win với thằng cuối nữa là ok nhá. Thôi nha, mình nghe ngóng nào. À, cái kiểu này. Cái kiểu này tôi thề thằng cuối nó ở trên tầng chắc luôn không ạ. Tôi cũng không nói điêu với anh em làm gì cả nhá. Anh em yên tâm nhá. Đây thôi thì mình cứ làm theo thủ tục cái đi phá mìn cái nhá. À, nó vẫn chưa chịu hành động à. Rồi, đằng nào thì bo cũng thu lại cơ mà. Ok, mình cứ ra ngoài đã. Kiểu gì nó cũng phải nhảy xuống thôi. Mình đứng đây là mình an toàn hơn này. Tầm này thì khi mà anh em công lên thì sẽ khá là bất lợi ấy. Thôi, tôi đứng canh ở dưới làm gì nhau nào. Nó mà xuống cái tôi phản nó luôn anh em ơi. Đấy, được chưa. Nào, có giỏi xuống đây em ơi. Thằng bé chưa xuống đâu. Nó đang ngay trên đấy anh em ơi, ngay trên tầng 2 đấy. Rồi, đậu xanh. Không thèm xuống luôn hả. Đây, tầm này là bo sắp thu lại rồi nha. Câu cho nó quả lựu cho nó sợ anh em ơi. Rồi này, thêm quả lựu choáng luôn. Bonus, à. Đấy, công thấy chưa, công thấy lời tôi nói chuẩn chưa này. Bo tầm này thu lại rồi bạn không xuống bạn chết nhá. Ui, thằng bé này chơi nhây vậy. Cắn bo hả? Ui và ai, chơi gì chơi cắn bo hả? Trời ơi, tính cắn bo hả? Cắn bo sao nổi tầm này, u rồi, Hiếu đã bị hạ. Sởi, nhẹ nhàng tình cảm đúng không anh em ơi. Cứ một bo nha luôn. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người.